trong cách sử dụng phổ biến, biến đổi khí hậu mô tả sự nóng lên toàn cầu, sự gia tăng liên tục của nhiệt độ trung bình toàn cầu và những ảnh hưởng của nó đối với hệ thống khí hậu trái đất. Biến đổi khí hậu được công chúng quốc tế chú ý vào cuối những năm 1980, do các phương tiện truyền thông đưa tin vào đầu những năm 1990, người ta thường nhầm lẫn biến đổi khí hậu với các vấn đề môi trường khác như suy giảm tầng ozone. Sự khác biệt đáng kể về khu vực, giới tính, tuổi tác và chính trị tồn tại cả trong mối quan tâm và hiểu biết của công chúng về biến đổi khí hậu. Những người có trình độ học vấn cao hơn và ở một số quốc gia, phụ nữ và những người trẻ tuổi có nhiều khả năng coi biến đổi khí hậu là một mối đe dọa nghiêm trọng hơn khoảng cách đảng phái cũng tồn tại ở nhiều quốc gia và các quốc gia có lượng khí thải CO2 cao có xu hướng ít quan tâm hơn. Quan điểm về nguyên nhân của biến đổi khí hậu rất khác nhau giữa các quốc gia. Mức độ lo lắng cao hơn có liên quan đến sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của công chúng đối với các chính sách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, vấn đề này liên quan tới chính trị và kinh tế, hay nói cách khác là ảnh hưởng trực tiếp tới vị thế quốc tế và miếng cơm manh áo của một số nước phát triển. Sự phủ nhận và thông tin sai lệch về biến đổi khí hậu bắt nguồn từ Hoa Kỳ và từ đó đã lan sang các nước khác, đặc biệt là Canada và Úc sự phủ nhận về biến đổi khí hậu có nguồn gốc từ các công ty nhiên liệu hóa thạch, các nhóm công nghiệp, các tổ chức tư vấn bảo thủ và các nhà khoa học trái ngược. Chiến lược chính của các nhóm này là tạo ra sự nghi ngờ về dữ liệu và kết quả khoa học. Các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, tức các quốc gia ở vùng có vĩ độ thấp và kém phát triển, lại thường chịu trách nhiệm về một phần rất nhỏ trong tổng lượng khí thải toàn cầu. Điều này đặt ra câu hỏi về công lý và sự công bằng. Các mục tiêu về lương thực, nước sạch và bảo vệ hệ sinh thái có sự phối hợp với việc giảm thiểu biến đổi khí hậu. Nhưng thôi lan man vậy thôi chứ cái này cao siêu quá mất rồi. Hai hoạt động chính của con người gồm phát thải khí nhà kính và thay đổi bề mặt đất là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu nói chung chung vậy nghe có vẻ vô hại nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại từ khoảng năm 1850 hồ sơ nhiệt kế bắt đầu cung cấp phạm vi phủ sóng toàn cầu từ thế kỷ 18 đến năm 1970 có rất ít sự nóng lên thực sự do tác động nóng lên của phát thải khí nhà kính được bù đắp bằng việc làm mắt do phát thải sulfur dioxide sulfur dioxide gây ra mưa axit nhưng nó cũng tạo ra các xuân khí sun phát trong khí quyển phản chiếu ánh sáng mặt trời và gây ra cái gọi là sự mờ đi toàn cầu sau năm 1970, sự tích tụ ngày càng tăng của khí nhà kính và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm lưu hình đã dẫn đến nhiệt độ tăng lên rõ rệt. Giải thích qua để bạn nào chưa biết, thì khí nhà kính là các loại khí trong khí quyển làm tăng nhiệt độ bề mặt của các hành tinh như trái đất. Trái đất được sưởi ấm bởi ánh sáng mặt trời, khiến bề mặt của nó tỏa nhiệt, sau đó phần lớn được hấp thụ bởi các khí nhà kính. Nếu không có khí nhà kính trong khí quyển, nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất sẽ vào khoảng âm 18 độ C, thay vì mức trung bình hiện nay là 15 độ C. Các khí nhà kính phổ biến nhất trong bầu khí quyển trái đất được liệt kê theo thứ tự giảm dần của phần mol trung bình toàn cầu là hơi nước H2O, khí carbonic CO2, metan CH4, oxit nitơ N2O, ozone O3 và ba nhóm khí flo hóa, chlorofluorocarbon, CFC và HCFC. Hydrofluorocarbon (HFC), Perfluorocarbon (CF4, C2F6, SF6 và NF3). Mặc dù hơi nước là một loại khí nhà kính mạnh, nhưng con người không trực tiếp làm tăng nồng độ của nó. Vì vậy, nó không phải là một trong những nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu mà đúng hơn nó là một trong những phản hồi. CFC là khí nhà kính nhưng chúng được quản lý bởi nghị định thư Montreal. CFC góp phần vào sự thúc đẩy của sự suy giảm tầng ozone hơn là sự nóng lên toàn cầu. Sự suy giảm tầng ozone chỉ có vai trò thứ yếu trong hiện tượng nóng lên của trái đất. Mặc dù hai quá trình này đôi khi bị nhầm lẫn trên các phương tiện truyền thông. Các hoạt động của con người kể từ khi bắt đầu cách mạng công nghiệp, khoảng năm 1750, đã làm tăng nồng độ khí metan trong khí quyển lên hơn 150% và carbon dioxide lên hơn 50%, lên đến mức chưa từng thấy trong hơn 3 triệu năm. Lượng phát thải khí nhà kính do con người gây ra toàn cầu năm 2019 tương đương với 59 tỷ tấn. Trong số lượng khí thải này, 75% là CO2, 18% là metan, 4% là oxit nitơ và 2% là khí pha hóa. Lượng khí thải CO2 chủ yếu đến từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch để cung cấp năng lượng cho giao thông, sản xuất, sưởi ấm và điện. Lượng khí thải CO2 bổ sung đến từ nạn phá rừng và các quy trình công nghiệp, bao gồm lượng khí CO2 được thải ra từ các phản ứng hóa học để sản xuất xi si măng, thép, nhôm và phân bón. Khí thải metan đến từ chăn nuôi, phân bón, trồng lúa, bãi trôn lấp, nước thải và khai thác than cũng như khai thác dầu khí. Khí thải nitơ oxit phần lớn đến từ quá trình phân hủy phân bón của vi sinh vật. Trong khi khí metan chỉ tồn tại trong khí quyển trung bình 12 năm thì CO2 tồn tại lâu hơn nhiều. Bề mặt trái đất hấp thụ CO2 như một phần của chu trình carbon. Trong khi thực vật trên đất liền và dưới biển hấp thụ phần lớn lượng khí thải CO2 thì lượng CO2 dư thừa mỗi năm đó sẽ được trả lại khí quyển khi vật chất sinh học bị tiêu hóa, đốt cháy hoặc phân hủy. Các quá trình hấp thụ carbon trên bề mặt đất, chẳng hạn như cố định carbon trong đất và quang hợp, loại bỏ khoảng 29% lượng khí thải CO2 toàn cầu hàng năm. Đại dương đã hấp thụ 20 đến 30% lượng CO2 thải ra trong hai thập kỷ qua. CO2 chỉ bị loại bỏ khỏi khí quyển trong thời gian dài khi nó được lưu trữ trong lớp vỏ trái đất. Đây là một quá trình có thể mất hàng triệu năm để hoàn thành. Thay đổi bề mặt đất. Theo tổ chức lương thực và nông nghiệp, khoảng 30% diện tích đất trên trái đất phần lớn không thể sử dụng được cho con người, như sông băng, sa mạc, 26% là rừng, 10% là đất cây bụi và 34% là đất nông nghiệp phá rừng là nguyên nhân chính góp phần làm thay đổi việc sử dụng đất dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu do cây bị phá thải ra CO2 và không được thay thế bằng cây mới. Từ năm 2001 đến năm 2018, 27% nạn phá rừng là do phá rừng vĩnh viễn để mở rộng nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. 24% khác đã bị mất do phát quang tạm thời theo hệ thống nông nghiệp du canh. 26% là do khai thác gỗ và các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ, cháy rừng chiếm 23% còn lại. Một số khu rừng chưa bị chặt phá hoàn toàn nhưng đã bị suy thoái do những tác động này. Khôi phục những khu rừng này cũng phục hồi tiềm năng của chúng như một bể chứa carbon. Đây là ảnh vệ tinh cho thấy sự biến đổi của rừng Amazon, nơi được mệnh danh là lá phổi xanh của trái đất từ năm 1984 đến năm 2020. Có lẽ hơi nhanh để mọi người có thể quan sát, vậy hãy so sánh hai bức ảnh này. Còn đây là những gì diễn ra ở một phần tại đó. Tác động tới môi trường các tác động tới môi trường của biến đổi khí hậu rất rộng và sâu, ảnh hưởng đến đại dương, băng và thời tiết. Những thay đổi có thể xảy ra dần dần hoặc nhanh chóng. Bằng chứng cho những tác động này đến từ việc nghiên cứu biến đổi khí hậu trong quá khứ, từ mô hình hóa và từ các quan sát hiện đại. Kể từ những năm 1950, hạn hán và các đợt nắng nóng xuất hiện đồng thời với tần suất ngày càng tăng. Các hiện tượng cực kỳ ẩm ướt hoặc khô hạn trong thời kỳ gió mùa đã gia tăng ở Ấn Độ và Đông Á. Lượng mưa gió mùa trên Bắc bán cầu đã tăng lên kể từ năm 1980. Tốc độ và cường độ mưa của các cơn bão và cuồng phong có xu hướng tăng lên và phạm vi địa lý có khả năng mở rộng về phía cực để ứng phó với hiện tượng nóng lên của khí hậu. Mực nước biển toàn cầu đang tăng lên do hậu quả của sự giãn nở nhiệt và sự tan chảy của sông băng và các tảng băng. Từ năm 1993 đến năm 2020, mức tăng tăng dần theo thời gian, trung bình 3,3 cộng trừ 0,3 mm mỗi năm. Trong thế kỷ 21, IPCC dự đoán mực nước biển dâng sẽ là 32 đến 62 cm theo kịch bản phát thải thấp, 44 đến 76 cm theo kịch bản phát thải trung bình và 65 đến 101 cm theo kịch bản phát thải rất cao. Các quá trình mất ổn định của giải băng biển ở nam cực có thể làm tăng thêm đáng kể những giá trị này, bao gồm cả khả năng mực nước biển dâng cao 2 m vào năm 2100 do lượng khí thải cao biến đổi khí hậu đã khiến băng biển bắc cực bị thu hẹp và mỏng đi trong nhiều thập kỷ trong khi mùa hè không có băng được cho là hiếm khi xảy ra ở mức nóng lên 1,5 độ c chúng sẽ xảy ra 3 đến 10 năm một lần ở mức nóng lên 2 độ c nồng độ co2 trong khí quyển cao hơn khiến nhiều co2 hòa tan trong đại dương hơn khiến đại dương có tính axit cao hơn vì oxy ít hòa tan trong nước ấm hơn nồng độ của nó trong đại dương đang giảm và các vùng chết ngày càng mở rộng mức độ nóng lên toàn cầu lớn hơn làm tăng nguy cơ đi qua điểm tới hạn nghĩa là những ngưỡng vượt quá mà một số tác động lớn nhất định không thể tránh khỏi ngay cả khi nhiệt độ quay trở lại trạng thái trước đó Ví dụ, giải băng Greenland đã tan chảy, nhưng nếu sự nóng lên toàn cầu đạt đến mức từ 1,7 độ C đến 2,3 độ C, sự tan chảy của nó sẽ tiếp tục cho đến khi biến mất hoàn toàn. Nếu sau đó nhiệt độ nóng lên giảm xuống 1,5 độ C hoặc thấp hơn, nó vẫn sẽ mất nhiều băng hơn so với khi nhiệt độ không bao giờ được phép đạt đến ngưỡng ngay từ đầu. Trong khi các tảng băng sẽ tan chảy trong nhiều thiên niên kỷ, các điểm tới hạn khác sẽ xảy ra nhanh hơn và khiến con người có ít thời gian hơn để ứng phó. Sự sụp đổ của các dòng hải lưu lớn như hoàn lưu đảo ngược kinh tuyến đại tây dương và những thiệt hại không thể khắc phục đối với các hệ sinh thái quan trọng như rừng nhiệt đới Amazon và các dạng san hô có thể diễn ra trong vài thập kỷ tới. Những tác động lâu dài của biến đổi khí hậu đối với các đại dương bao gồm băng tan thêm, đại dương nóng lên, mực nước biển dâng, axit hóa đại dương và khử oxy đại dương. Khoảng thời gian của các tác động lâu dài là từ hàng thế kỷ đến thiên niên kỷ do CO2 tồn tại lâu trong khí quyển. Khi lượng khí thải dòng ổn định, nhiệt độ không khí bề mặt cũng sẽ ổn định, nhưng các đại dương và tròn băng sẽ tiếp tục hấp thụ nhiệt dư thừa từ khí quyển, ảnh hưởng tới hệ sinh thái. Sự nóng lên gần đây đã đẩy nhiều loài sống trên cạn và nước ngọt về phía cực và hướng tới những độ cao cao hơn. Mức CO2 trong khí quyển cao hơn và mùa sinh trưởng kéo dài đã dẫn đến hiện tượng phủ xanh toàn cầu. Tuy nhiên, các đợt nắng nóng và hạn hán đã làm giảm năng suất hệ sinh thái ở một số vùng. Sự cân bằng trong tương lai của những tác động đối lập này là không rõ ràng. Biến đổi khí hậu đã góp phần mở rộng các vùng khí hậu khô hơn, chẳng hạn như mở rộng các sa mạc ở vùng cận nhiệt đới. Quy mô và tốc độ nóng lên toàn cầu đang khiến nhiều khả năng xảy ra những thay đổi đột ngột trong hệ sinh thái. Nhìn chung, người ta dự đoán rằng biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài. Các đại dương nóng lên chậm hơn so với đất liền, nhưng thực vật và động vật trong đại dương đã di cư về phía các cực lạnh hơn nhanh hơn các loài trên đất liền. Cũng giống như trên đất liền, các đợt nắng nóng ở đại dương xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu, gây hại cho nhiều loại sinh vật như san hô, tảo bẹ và chim biển. Quá trình axit hóa đại dương khiến các sinh vật bị vôi hóa ở biển như chai, hà và san hô khó tạo ra vỏ và bộ xương hơn và sóng nhiệt đã tẩy trắng các dạng san hô. Tảo nở hoa có hại do biến đổi khí hậu và hiện tượng phú dưỡng làm giảm lượng oxy, phá vỡ mạng lưới thức ăn và gây ra tổn thất lớn cho sinh vật biển. Hệ sinh thái ven biển đang bị căng thẳng đặc biệt, gần một nửa diện tích vùng đất ngập nước trên toàn cầu đã biến mất do biến đổi khí hậu và các tác động khác của con người. Theo báo cáo đánh giá lần thứ 6 của IPCC, trong 170 năm qua, con người đã khiến nhiệt độ toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong 2000 năm trở lại đây. Thời kỳ ở thế kỷ hiện nay là thời kỳ ấm nhất trong 100.000 năm qua. Nhiệt độ trong những năm 2011 đến 2020 cao hơn 1,09 độ C so với giai đoạn từ năm 1859 đến 1890. Nhiệt độ trên đất liền tăng 1,59 độ C trong khi ở đại dương tăng 0,88 độ C. Năm 2020, nhiệt độ cao hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Vào tháng 9 năm 2023, nhiệt độ cao hơn mức tiền công nghiệp 1,75 độ C. Chẳng cần nói đâu xa, mùa đông giá lạnh hơn và mùa hè với những đợt nắng nóng oi bức hơn ở miền Bắc nước ta là minh chứng rõ rệt nhất cho sự biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu không phải là một vấn đề xa xôi và trừu tượng nữa, mà nó đang diễn ra trước mắt và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để giảm thiểu tác động, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có biện pháp phù hợp, nhưng trên hết là hành động của mỗi cá thể trong quần thể hơn 8 tỷ người. Bất kể bạn giàu có hay không, bất kể công việc hay địa vị xã hội của bạn là gì, vấn đề biến đổi khí hậu đều ảnh hưởng đến mọi người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, điều quan trọng là những tác động của nó không phân biệt giàu nghèo. Để thay đổi thói quen và ý thức của mỗi người, chúng ta cần sự hỗ trợ và lan tỏa thông điệp đúng đắn. Hãy chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của bạn với người thân, bạn bè và cộng đồng của bạn. Mỗi lời khuyên và hành động nhỏ từ mỗi cá nhân đều có thể lan tỏa và tạo ra sự lan rộng của ý thức về biến đổi khí hậu. Hãy bắt đầu từ việc sử dụng thiết bị tiết kiệm điện tắt thiết bị điện khi không sử dụng. Xem xét việc sử dụng xe đạp hoặc đi bộ cho các quãng đường ngắn. Tái chế và sử dụng lại sản phẩm. Làm việc gần nhà để giảm thời gian di chuyển, giảm ô nhiễm từ phương tiện giao thông. Sử dụng túi vải, giấy thay vì túi ni lông. Cuối cùng, nghe hơi vô lý nhưng có tác động rất lớn, mua sắm có ý thức, tránh lãng phí. Hãy là một phần của giải pháp, đừng là một phần của vấn đề.